Ông Thanh Vân xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bếp Yêu Thương với sự đồng hành của nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezan. Thưa quý vị khán giả, hôm nay thì hành trình Bếp Yêu Thương đang có mặt tại huyện biên giới Tân Hưng của tỉnh Long An. Và người đứng bên cạnh Vân bây giờ chính là vị khách mời đặc biệt của Bếp Yêu Thương ngày hôm nay, diễn viên Đào Vân Anh. Chào chị Vân Anh ạ. Chào Thanh Vân. Vân Anh xin kính chào toàn bộ quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bếp Yêu Thương. Lần thứ hai đến với Bếp Yêu Thương rồi, thì cảm xúc lần này của chị như thế nào? Thanh Vân cũng biết là hiện nay thì chị cũng mới vừa sanh em bé mới được hơn 2 tháng thôi. Nhưng mà khi nghe Bếp Yêu Thương gọi là mình đến để đồng hành cùng với bếp, chia sẻ với bà con, thì Vân Anh cố gắng bằng mọi cách phải thu xếp để được đồng hành cùng với bếp đến ngày hôm nay. Em biết là chị Vân Anh cũng còn bận rộn nhiều công việc, và nhất là việc chăm sóc 2 con nhỏ. Nhưng mà chị đến với Bếp Yêu Thương chứng tỏ là chị đã dành một tình cảm rất là lớn cho chương trình rồi. Chị Vân Anh và quý vị khán giả biết không, ngày hôm nay thì mình đến một nơi mà theo Vân, nếu như mà hành trình Bếp Yêu Thương này phát lên thì chắc là sẽ có rất là nhiều người đồng cảm với chị Vân Anh. Bởi vì nơi mà chúng ta đang đứng chính là huyện biên giới Tân Hưng. Đây là một huyện nằm trong vùng trũng của Đồng Tháp 10. Vùng đất này thường xuyên bị ngập sâu trong mùa lũ. Chính vì vậy cho nên là bà con ở đây thì họ vẫn còn phải di chuyển bằng phương tiện đường thủy. Cuộc sống ở đây thực sự mà nói thì còn rất là nhiều khó khăn. Góc bếp mà ngày hôm nay chúng ta đến thăm á, cũng như vậy đó chị, thiếu thốn nhiều thứ lắm. Em nghĩ rằng là về cơ sở vật chất cũng không được trang bị đầy đủ như nhiều bếp khác mà chương trình đã từng ghé qua đâu. Vậy hả? Dạ. Nghe Vân nói vậy chị còn thấy xúc động nhiều hơn nữa. Mặc dù chưa được tận mắt đến bếp để tham quan bếp, nhưng mà chị cũng cảm nhận được rằng là cái sự khó khăn, sự vất vả của các cô, các bác ở trong bếp rất là nhiều. Chị Vân Anh ơi, nhưng mà bên cạnh cảm xúc đó thì có lẽ là chị em mình nên làm một cái điều gì đó thiết thực hơn dành cho bếp đi. Ha, chắc chắn rồi. Trưa nay thì hai chị em mình sẽ cùng vào bếp nè, cùng với mấy cô mấy chú nấu một bữa cơm thiệt là ngon cho bà con nghèo ha. Ừ. Rồi bên cạnh đó thì chị Vân Anh sẽ phải đi ra ngoài chợ Tân Hưng, vận động bà con nghèo ủng hộ cho bếp của mình. Chị Vân Anh vượt qua được thử thách thì điều đó cũng có nghĩa là đem về cho bếp 15 triệu đồng. Đúng rồi. Nếu vậy thì chắc chắn là chị phải nỗ lực hết mình rồi đó. Nào, mình cùng đi. À nhưng mà khoan đã, nếu mà đi vận động thì bây giờ chị phải vận động cái gì đây? Chị phải xin những gì? Lát nữa khi nào ra chợ Tân Hưng thì em sẽ bật mí. Bây giờ mình lên đường cái đã. Ha. Đi đi, nhanh lên. So với nhiều góc bếp từ thiện tại các bệnh viện khác ở miền Tây, góc bếp của Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Hưng, tỉnh Long An có tuổi đời còn khá non trẻ. Mới thành lập được 4 năm nay, mỗi ngày bếp hỗ trợ khoảng 150 suất cháo sáng và hơn 300 suất cơm chay 2 buổi trưa chiều cho các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện. Là huyện nghèo vùng biên giới, đời sống bà con còn nhiều khó khăn. Sự tồn tại của góc bếp không chỉ là niềm động viên cho bệnh nhân trong những ngày hoạn nạn, mà còn là nguồn hỗ trợ thiết thực cho cả những người bán hàng rong, vé số và những học sinh nghèo trong huyện Tân Hưng. Khi mới thành lập, bếp hoạt động trong khuôn viên bệnh viện bằng nguồn tài trợ từ một mạnh thường quân. Lâu dần, hoạt động ý nghĩa này bắt đầu thu hút nhiều bà con có lòng hảo tâm cùng đến đóng góp. Cuối năm 2013, khi bệnh viện được quy hoạch, bếp phải ngừng nấu để tìm chỗ mới, chuyển sang thuê tạm căn nhà đối diện bệnh viện và tiếp tục đỏ lửa trở lại vào tháng 3 năm 2014 dưới sự quản lý của Hội Chữ Thập Đỏ huyện Tân Hưng. Tuy nguồn thực phẩm hỗ trợ còn thiếu thốn đủ thứ, từ gạo, đường, mắm muối cho tới dầu ăn, nhưng tấm lòng và tình nghĩa của bà con lại rất đong đầy. Bất kể điều kiện làm việc trong căn nhà thuê tạm, nhỏ hẹp, nóng bức, các cô chú tình nguyện viên vẫn sắp xếp góc bếp rất tươm tất, vệ sinh và sẵn lòng thay nhau thức khuya dậy sớm, cố gắng duy trì đều đặn hoạt động đầy ý nghĩa này. Chị Vân Anh ơi, mình tới bếp rồi nè. Tới rồi hả? Dạ. Giờ mình vô mình thăm bếp luôn. Đi.
Dạ. Anh Vân. Dạ. Dạ, chào chú. Dạ, đây là diễn viên Đào Vân Anh. Chị là khách mời của chương trình Bếp Yêu Thương ngày hôm nay đó. Dạ, cảm ơn, rất hân hạnh. Dạ, chào chú Hồng ạ. Dạ, chú Hồng ơi, vậy xuất phát từ đâu mà mình thành lập được cái bếp này hả chú? À, cái bếp này thì xuất phát từ khi huyện này, huyện mới thành lập cái bệnh viện thì sau khi được xây dựng khang trang lại thì bệnh nhân quá đông. Đặc biệt lại địa bàn của huyện rộng nữa cho nên những bệnh nhân tới đây nằm là thường khó khăn cho nên là Hội Chữ Thập Đỏ chú là quyết định là thành lập một cái bếp ăn từ thiện tại bệnh viện để phục vụ cho những người nghèo. Chú ơi, con còn nghe nói là bếp của mình thì đang còn rất là nhiều khó khăn. Vậy thì có khi nào mà bếp của mình phải ngưng hoạt động một thời gian? Cơ bản nhất là cái chỗ nấu, vì bệnh viện quy hoạch. Bây giờ phải đợi là bệnh viện xây xong thì bắt đầu mới bố trí một chỗ xây cho mình. Dạ. Cho nên là ngưng 3 tháng là vì không có chỗ, là cách đây khoảng từ hồi tháng 3 giờ mới mướn được cái chỗ này. À, chỗ này là ở chỗ... đây mình phải thuê. Đúng rồi, dạ. Phải thuê. Nếu vậy thì chú cho tụi con vô thăm bếp một chút. Dạ. Xin mời anh Văn, mời cháu. Dạ. Chú Hai Si ơi, đây là khu vực mình chuẩn bị đồ ăn để nấu phải không chú? Dạ đúng rồi cô. Con chuẩn bị làm đồ ăn để cấp cơm sáng á. Dạ. Dạ, dạ chào mấy cô ạ. Dạ, con chào mấy cô. Rồi mời hai cô qua để tham quan cái bếp nấu. Dạ. Mình hàng ngày nấu là hai nồi lớn vậy hả chú? Ở bên này là một nồi cơm, còn chính giữa là một nồi cháo, dạ. Cháo cấp sáng, còn bên này là nồi nước. Trong đây là mình có mấy khay cơm chú? Có 7 xửng con. 7 xửng. Không như thế đó. Dạ, vậy là trung bình một ngày mình nấu là bao nhiêu ký gạo chú? Vừa cơm vừa gạo cộng lại là trên dưới là... từ 50 đến 60 ký. Chú, cái gì khó khăn nhất của bếp mình? Cái khó nhất là nói về cái gạo. Hiện giờ gạo ở trong kho trên dưới 600 ký. Thì chúng tôi nấu khoảng chừng 10 ngày tới thì coi như là hết cái nguồn. Dạ. Nếu vậy thì là bây giờ cũng đã lo là 10 ngày tới hết rồi thì không biết là lấy gạo đâu ra để nấu nữa hả chú? Thì giờ mình chắc là phải xuống đường đi kêu gọi các nhà hảo tâm để đóng góp tiếp tục để mình làm, nhưng mình có nấu liền chứ không cho bếp ăn nhân. Nhưng mà cái chuyện đó có bị thường xuyên xảy ra không chú? Cũng ít lắm con. Dạ, chị Vân Anh. Em nghĩ ra thử rồi. Chị hiểu rồi. Tại hồi nãy em đã nói với chị trước rồi, mình vô bếp mình coi là bếp thiếu cái gì thì mình sẽ đi vận động bà con ủng hộ cái đó. Vậy thì bây giờ chắc là chị cũng biết luôn là bếp thiếu cái gì đúng không nè? Chắc chắn là chị biết rồi, và bây giờ chị sẽ như là hứa với Vân đó là chị phải nỗ lực hết mình để giúp cho bếp. Chị Vân Anh ơi, bây giờ là thời gian thử thách dành cho chị đây. Chị sẽ phải vô chợ Tân Hưng vận động bà con ủng hộ cho bếp của mình là 150 ký gạo trong vòng 30 phút. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chúc chị may mắn đi. Chúc chị may mắn. Chị sẽ hỗ trợ chị hết mình. Lên đường. Đi. Chị ơi, mình bắt đầu từ tiệm này trước đi. Dạ. Dạ. Em chào chị. Em đến từ chương trình Bếp Yêu Thương á. Tụi em muốn vận động xin chị một chút lòng hảo tâm. Dạ, cũng có gạo thôi. Giờ chị ủng hộ 200 ngàn. Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Dạ, cảm ơn tấm lòng của chị. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Dạ, dạ. Em cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Cảm ơn chị. Em rất là mong chị sẽ ủng hộ cho bếp của ít lòng nhiều ha chị ha. Ủng hộ 300 đi em Phúc. Dạ. Cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Xin chào Phúc luôn. Tôi ủng hộ 100 ngàn nha. Dạ, không sao ạ. Dạ. Dạ. Em cảm ơn vậy là nhiều lắm. Dạ, em chào chị. Đã đi vận động bà con ủng hộ gạo cho bếp ăn từ thiện của bệnh viện Đa Khoa. Bột ngọt, nước tương cũng rất là cần cho bếp ạ. Em cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Ôi, cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Ít quá, cổ ít rồi nhiều nha. Dạ không, dạ không. Thì em cảm ơn nhiều lắm ạ. Em cảm ơn chị ạ. Anh ơi, ở đây là bao nhiêu ký anh? 30 ký gạo. 30 ký hả? Trời ơi, em cảm ơn anh nhiều lắm. Em cảm ơn anh ạ. Đã thêm được một số gạo rất là lớn và bây giờ thì cũng đã hết giờ dành cho thử thách rồi chị Vân Anh ơi. Chết rồi, vậy bây giờ chị có đủ số lượng gạo cần phải đem về cho bếp không? Em hy vọng là không những đủ mà còn hơn nữa. Hy vọng thôi. Sao? Wow, hết rồi. Hết rồi. Nguyên hết rồi.
Tốt rồi, 20 ngàn. Được 220 kg gạo. Là bao nhiêu anh? Được 220 kg gạo. Cộng 220 kg gạo hả? Dạ, anh đổi ra thành gạo giúp em nha. Dạ, em gửi anh số tiền này đây. Dạ đây. Hãy chung tay bữa cơm yêu thương, hãy chung tay cho những manh đời, từ con tim sẽ chia ân cần đó, luôn âm thầm bên nhau, cùng vươn cao thắm. Mấy tháng nay các cô bác ở bếp cơm từ thiện đều đã quen mặt, biết tên bé Huy. Hôm nay Huy và dì Ba lại sang bếp xin cơm về cho mẹ, chị Lê Thị Thu Thủy. Nếu không có những bữa cơm đầy ắp san sẻ này, những ngày nằm viện của chị Thủy sẽ vất vả hơn nhiều. Gánh nặng cuộc sống của dì Ba và bé Huy cũng sẽ chất chồng thêm gấp bội. Bệnh nhân Thu Thủy này thì phát bệnh là khoảng 4-5 năm nay rồi. Thì bệnh nhân là cứ nhập viện, vô viện, nhập viện và ra viện thường xuyên. Do hoàn cảnh gia đình cũng nghèo quá, thành ra bệnh viện cũng là miễn phí cho bệnh nhân. Bị viêm da toàn thân đã hơn 5 năm. Mỗi lần bệnh trở nặng, chị Lê Thị Thu Thủy luôn bị đau nhức khắp người, đi đứng không nổi. Điều trị lâu ngày không dứt, tinh thần chị dần suy sụp và tình trạng bệnh cũng ngày càng tệ hơn. Hệ tiêu hóa, phổi, tim đều suy yếu, thường xuyên đau đầu, tức ngực, khó thở, sức khỏe cùng kiệt. Từ một người phụ nữ đẩy đà nặng đến 60 kg, giờ chị chỉ còn 35 kg và không còn khả năng lao động. Lúc phát bệnh, không ở được với chồng, chị đành dắt theo bé Huy mới 2 tuổi đi ở nhờ nhà anh chị, bán vé số nuôi con qua ngày. Một năm nay bệnh trở nặng, cả sức bán vé số cũng không nổi, chị đành phải nhập viện. Hai mẹ con nhờ vào bếp cơm từ thiện để sống qua ngày và nhờ vào tình thương của bà con xung quanh để có tiền cho bé Huy đi học. Tuổi phận mình bất lực, nhiều lần chị nghĩ quẩn hay là nhắm mắt buông xuôi. Nhưng rồi nhìn đứa con thơ dại, lẽ nào để con sớm mồ côi mẹ, chị không đành lòng, cố gắng mà gượng dậy. Nguồn sống của mẹ con chị Thủy giờ dồn hết lên vai chị Ba. Không chồng, nghèo khó, chị Ba cũng chỉ đi bán vé số, kiếm sống qua ngày, phụ nuôi cháu ăn học. Lúc nào bán vé số xong thì tranh thủ vào bệnh viện thăm em. Cuộc sống của hai người phụ nữ giờ chỉ xoay quanh nỗi lo cho cháu, cho con, mà cũng không biết lo được tới khi nào nữa. Miễn nó có gì thì tôi chăm sóc cho con nó, chứ giờ cháu bỏ đâu giờ. Thấy tình cảnh như vậy cũng khổ dữ lắm, buồn dữ lắm, mà tại mình nghèo không có tiền lo cho em thì phải gắng chịu. Chị Thủy ơi, chị Vân Anh là khách mời của chương trình ngày hôm nay á. Chị Vân Anh cũng có đôi lời muốn hỏi thăm chị. Chị, bác sĩ nói bệnh của mình là cái bệnh theo dân gian gọi là vẩy nến đúng không chị? Dạ. Rồi cái bệnh này nó có hành mình như thế nào hả chị? Dạ, nó hành nóng, rồi sốt, rồi ngứa, rồi đau nhất. Em chị không có hỏi.
Và nó bị theo từng đợt hay là cứ ngày nào mình cũng bị như vậy? Dạ, như ngày nào em có thuốc em sức thì nó đỡ, còn không có thì ngày nào cũng sức. Một tuyết thuốc như vậy là bao nhiêu tiền chị? Như 10.000 mà như tôi thấy khổ quá đó. Cái anh đã lấy chị cái 8.000, ngày chị sức 2 chai. Và một ngày hết 16.000. Ừ, 16.000. Tiền sức thuốc mà cũng có ngày là không đủ để mua thuốc hả chị? Hai mẹ con giờ là nương nhau mà sống như vậy, mà sức khỏe của chị như vậy rồi á, thì làm sao mà lo cho con được? Thì bé đi học thì cái tiền học đó làm sao mình đóng được hả chị? Ở vòng vòng chợ á, ta thấy nó còn nhỏ quá, từ nghiệm ta cho cái gì đóng tiền không? Mẹ bị vậy á, con thương mẹ nhiều lắm không? Rồi con có giúp được cho mẹ cái gì không? Mẹ thương của bé. Hả? Nấu cơm, nhặt đồ. Con nhỏ xíu vậy mẹ kêu con rửa chén, nấu cơm, nhặt đồ mà con biết làm không? Thì lúc mà em làm không nổi. Cái năng nó rửa chén, nó dọn cơm nữa đút em ăn. Với như nó ngứa, nó khó chịu quá đó. Cái nó ngồi gỡ ghẻ cho em. Cái em hỏi con sợ lây không mẹ con? Lỡ chết lên chung chứ lây cái gì? Con sợ nó. Bé nói vậy hả chị? Nhiều khi lúc mà em buồn quá, cái em tính để chưa chết thì nhờ con đó. Mẹ mà chết thì con khổ lắm, bởi vì chỗ đó mẹ em gắn uống thuốc rồi lên sống với con. Đúng rồi, chị nghĩ như vậy là đúng. Điều đó điều chắc chắn đó chị. Dù chị có bệnh tật ốm đau nhưng mà con vẫn cần có chị ở bên cạnh. Không có chị thì con sẽ khổ lắm. Vậy con mong ước điều gì con nói cho cô với lại nói cho mẹ nghe nè. Con ước con số tiền thiệt nhiều, ăn chỉ bệnh cho mẹ con hết bệnh. Có nhiều tiền để chị cho bệnh cho mẹ hả? Đó chị thấy không? Chị cố gắng lên, phải vui lên nha chị. À, lát nữa thì chắc là em sẽ nhờ chị ba. Đại diện chị sẽ xuống dưới sân bệnh viện nhận cái phần hỗ trợ từ chương trình. Em mong là mẹ con chị luôn khỏe, và dù có chuyện gì thì con cũng phải luôn ở bên cạnh mẹ, động viên mẹ, thương yêu mẹ và chăm sóc cho mẹ nhiều hơn con ha. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chương trình Bếp Yêu Thương xin được gửi đến bếp ăn từ thiện của huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, phần hỗ trợ là 15 triệu đồng cùng với 1 năm sử dụng dầu ăn cao cấp Mezan. Và bây giờ thì xin được mời chị Nguyễn Ngân Giang, đại diện nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezan, sẽ trao phần hỗ trợ này cho chú Hồng, đại diện bếp. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được chia sẻ và gửi đến gia đình của nhân vật thụ hưởng ngày hôm nay phần hỗ trợ là 15 triệu đồng, và xin được mời chị Nguyễn Ngân Giang sẽ trao phần hỗ trợ này đến đại diện của gia đình nhân vật thụ hưởng. Con xin gửi đến gia đình của cô ạ. Quý bà con thân mến, ngày hôm nay vị khách mời đặc biệt của chương trình, diễn viên Đào Vân Anh, đã nhận được thử thách là phải đem về cho bếp của chúng ta 150kg gạo. Nhưng mà chị Vân Anh đã đem về được tới 250kg gạo và đóng góp được cho bếp thêm được 15 triệu đồng nữa ạ. Bây giờ thì xin được mời chị Vân Anh sẽ trao phần hỗ trợ thêm này cho chú Hồng, đại diện bếp. Dạ. Xin cảm ơn Vân Anh nhé. Dạ. Quý vị khán giả thân mến, chúng tôi cũng đã nhận được sự chia sẻ và đóng góp từ khán giả khắp mọi miền đất nước. Xin được cảm ơn em Thành, một Việt Kiều Nhật, ủng hộ bếp 1 triệu đồng. Chị Huệ Châu, một Việt Kiều Nhật, ủng hộ bếp 2 triệu đồng. Và xin được gửi đến chú Hồng, đại diện bếp, phần hỗ trợ thêm này từ những khán giả luôn đóng góp cho chương trình ạ. Về phía nhân vật thụ hưởng, chúng tôi cũng đã nhận được sự chia sẻ của chị Huệ Châu, Việt Kiều Nhật, ủng hộ nhân vật thụ hưởng 2 triệu đồng. Em Thành, một Việt Kiều Nhật, ủng hộ nhân vật thụ hưởng 1 triệu đồng. Và cũng xin được cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Thời trang Đan Châu, quận Bình Thạnh, công ty trách nhiệm hữu hạn May mặc Vạn Minh Thuận và công ty cổ phần sản xuất nhựa Hùng Anh ủng hộ nhân vật thụ hưởng của chúng ta 5 triệu đồng. Và xin được thay mặt những vị khán giả này xin được gửi đến đại diện của gia đình chị Thủy ạ. Mong là gia đình mình sẽ có thêm điều kiện để chăm lo cho sức khỏe của chị Thủy và chăm lo cho sức khỏe của cả bé Huy nữa. Quý vị khán giả thân mến, mọi thông tin về những nhân vật đang cần sự giúp đỡ hoặc các bếp ăn từ thiện, xin quý vị khán giả hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ trang web www.bepyuthuong.vn. Mọi đóng góp gửi về chương trình xin hãy gửi đến tòa soạn hoặc các văn phòng đại diện của Báo Tuổi Trẻ. Quý vị khán giả cũng có thể đóng góp vào tài khoản của Báo Tuổi Trẻ tại Ngân hàng Công Thương chi nhánh 3 thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản 10201000118248 với nội dung ủng hộ chương trình Bếp Yêu Thương. Xin lưu ý, đây là địa chỉ duy nhất để ủng hộ cho chương trình. Bà con thân mến, bây giờ sẽ là một phần mà chương trình dành riêng cho bà con. Mỗi một phần quà trị giá là 1 triệu đồng và chúng ta sẽ có tất cả là 5 phần quà. Phần quà này cũng là một cách để chương trình chia sẻ với những khó khăn của bà con. Chúc bà con thật là may mắn trong buổi trưa ngày hôm nay nha. Bây giờ thì xin được mời chị Nguyễn Ngân Giang và chị Vân Anh sẽ giúp Vân tìm ra 5 lá thăm để xem là ai sẽ là những người may mắn nhất.
Bà con nào muốn trúng thưởng hả? Rồi, Vân sẽ đọc thật nhanh bởi vì trời cũng sắp mưa rồi. 077. Rồi, mời em lên đây. 31. Dạ, mời chị qua đây ạ. 026 ạ. Rồi, xin mời chú lên đây ạ. 020. Rồi, chúc mừng cô, mời cô đứng đây. Và đây là lá thăm cuối cùng nha. 058. Ôi trời ơi. Rồi, chúc mừng cô. Cô may mắn. Dạ, cô may mắn. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình Bếp Yêu Thương hân hạnh nhận được sự đồng hành của nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezzan. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion và báo Tuổi Trẻ cùng thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ, Ốc Thanh Vân xin chào và hẹn gặp lại trong hành trình Bếp Yêu Thương lần sau. Yêu thương mang hạnh phúc từng ngày, bếp yêu thương mong được luôn sẻ chia, bếp yêu thương đang cần những tấm lòng chiều con tim tỏa lan trong tình.